Thả lỏng người đi, bây giờ em đẹp lắm. Em có mua bánh kem cho anh nè. Chẳng phải anh mang bức tranh đi triển lãm sao? Họ chọn tranh của người khác đi triển lãm rồi. Không sao đâu, lần này không được thì lần sau. Em đem cướp bức tranh giúp anh nha. Đừng đụng vào đầu của tôi. Suzy, tay của em có đau không? Anh xin lỗi, anh chỉ nhất thời lỡ tay thôi, anh không cố ý. Em tha thứ cho anh đi. Tiểu Du, Tiểu Du, anh thật sự nhớ em lắm. Không ai thay thế được vị trí của em trong lòng của anh đâu. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Bỏ ý định đó đi, cô không thể làm hại anh ta đâu. Tại sao chứ? Đó là quy định của vị độ thứ hai. Nhân viên quản lý không được làm hại sinh mạng của vị độ thứ nhất, nhất là đó không phải là khách hàng của cô. Chính hắn đã giết chết tôi. Quy định là quy định. Tiểu Du, em ở đâu vậy? Sao em không xuất hiện nữa vậy? Có phải lần trước anh quá nôn nóng em giận anh không? Anh xin lỗi em nha. Anh có trồng một chậu hoa hướng dương, em có muốn coi không? Anh thực sự nhớ em lắm. Cho dù em không phải là người, anh cũng rất muốn gặp em. Anh thực sự muốn gặp tôi lắm sao? Tiểu Du, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi. Anh thực sự nhớ em lắm. Tôi không phải là Tiểu Du. Anh thực sự không nhớ tôi là ai sao?
vậy anh còn nhớ Phan Tiểu Du là ai không? Em có thể yên lặng một chút được không? Uống chút nước đi. Em đứng đi. Bây giờ em đẹp lắm. Anh bị điên rồi. Em không được đi. Anh chỉ vừa mới có cảm hứng thôi. Em không được đi. Em ngồi yên đó. Bây giờ em đúng là đẹp lắm. Anh đã nói em không được đi mà. Em ngồi yên đó cho anh. Nè. Em không được đi. Nè, không đi ăn chè thật sao? Ừ, thôi đi, đánh tới mệt rồi, tôi phải đi về. Vậy thôi được. Ừ, bye. 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 Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu Tiểu tôi Du. Với. Tiểu Du, em ở đâu vậy? Em ra đây đi. Chúng ta yêu nhau như vậy mà chúng ta không thể mất nhau được đâu. Tìm được em rồi. Bảo thay anh về đi. Đừng không. Bảo thay anh về. Đừng mà. Buông ra. Thay anh về đi. Buông ra. Chạy đi. Chạy nữa đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Tại sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh yêu em tới vậy mà tại sao lại rời xa anh chứ? Trả lời anh đi. Trả lời anh đi. Em câm rồi sao? Trả lời đi. Chính là Phan Tiểu Du. Chính anh cũng có phần hại chết tôi.